Người đàn ông đang dùng đồng xu vặn con ốc trên xe, còn đồng đội thì chăm chú nhìn tên bảo vệ trong buồng lái. Một khi bị phát hiện, hai người sẽ không còn cơ hội trốn thoát nữa. Dưới sự phối hợp của hai người, bên phải đã được vặn thành công. Tiếp theo là xử lý con ốc phía còn lại. Sau đó với tay giật chốt cài của tấm chắn, dùng đầu đẩy mạnh, tấm chắn ngay lập tức bung ra sau. May mắn là hai tên bảo vệ không nghe thấy tiếng động. Họ dùng chân liên tục vừa đạp vừa đẩy, cùng với mỗi lần đẩy mạnh, cabin càng di chuyển ra thêm một đoạn. Khi sắp thành công, người đàn ông áo đỏ đột nhiên hét lên, dừng lại. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Mặc dù họ đã thành công trốn thoát, nhưng cũng đã lạc vào giữa sa mạc Sahara vô tận và còn kéo theo một cái cabin nặng trăm cân. Còn tệ hơn là hai người bị còng tay lại với nhau. Nhưng để sống sót, hai người chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Sau vài giờ, cuối cùng họ đã leo lên một đồi cát, nhưng chưa kịp vui mừng, do kiệt sức khiến họ mất thăng bằng trượt xuống. Tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc bi thảm như vậy, nhưng không ngờ việc này lại khiến họ phát hiện ra những công cụ để sống sót. Phim có tên Cuộc chiến trên hoang mạc Sahara. Ủng hộ chúng mình bằng một like và share nhé.